Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận Nguyễn Quốc Đăng, 16 tuổi, ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, do các trinh sát đội 3 Công an thành phố Hồ Chí Minh bàn giao để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ hung khí. Thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 đêm 30 tháng 10, trên đường tuần tra trước nhà số 102 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, các trinh sát phát hiện Đăng đi bộ cầm hung khí là con dao cán đen đầu nhọn dài khoảng 40cm. Các trinh sát mau chóng khống chế và di lý Đăng về Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, bàn giao làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Đăng khai vào khoảng 22 giờ đêm cùng ngày, nhân dịp ngày lễ hội Halloween, Đăng cùng nhóm bạn chơi trò chơi hóa trang. Theo trò chơi này, Đăng và nhóm bạn bôi kim tuyến, bôi màu vẽ vào tay chân quần áo của nhau. Trong lúc chơi đùa, Đăng đã để màu vẽ kim tuyến chạm vào đám đông. Khi đó, giữa Đăng và đám đông này xảy ra mâu thuẫn, một thanh niên lạ mặt đã đánh Đăng. Do tức giận nên Đăng đã tìm một con dao để đi kiếm thanh niên đó trả thù thì bị các trinh sát phát hiện ngăn chặn. Halloween là lễ hội được tổ chức vào đêm 31 tháng 10 hàng năm, được coi như lễ hội vui với giới trẻ bởi những trò chơi hấp dẫn. Các bạn trẻ nên tránh những mâu thuẫn khi vui chơi cũng như những hành động bộc phát, thiếu suy nghĩ.